nay chúng ta sẽ làm quen với lại HTML, CSS để chúng ta tạo ra các cái ứng dụng để làm việc với lại một menu. Thì chúng ta sẽ có các thành phần để xây dựng cái menu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ làm một cái menu như thế nào. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra menu. Đây là menu dọc. Để tạo ra được cái menu dọc thì chúng ta sẽ có các cái thông tin như sau. Menu dọc thì chúng ta sẽ có này, cú pháp của cái menu thì chúng ta sẽ dùng với lại thuộc tính và thẻ HTML5 và ULLI để chúng ta tạo ra một cái menu đơn giản. Chúng ta sẽ có LAV ULLI nhân 5 và A. Thì khi chúng ta viết LAV ULLI nhân 5 đối với Sublimtext này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái đoạn mã giống như thế này. Và tôi sẽ có trang chủ. Trang chủ này, giới thiệu này, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, dịch vụ này và liên hệ. Đấy. Khi chúng ta có được cái cấu trúc HTML như thế này thì chúng ta hiển thị lên trên trình duyệt, nó sẽ là cái danh sách ULLI chưa có định dạng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu định dạng cho cái menu này bằng cách chúng ta sẽ thiết lập cái thuộc tính CSS cho thẻ NAV. Thì chúng ta sẽ có style, và để thiết lập thuộc tính cho thẻ NAV thì chúng ta sẽ có NAV, và thuộc tính set cho nó là background thì chúng ta sẽ có background. Chúng ta cho màu vào đây. Đấy, tôi đặt là màu CCC như này chẳng hạn. Khi chúng ta có background là màu như thế này thì hiển thị lên trên trình duyệt nó sẽ có màu xám. Đấy. Tiếp theo nữa là để cho cái background này nó kích thước chiều rộng thì chúng ta sẽ set dùng thuộc tính là width. Tôi đặt là 800 px. Sau đấy thì chúng ta sẽ quay lại với cái màn hình hiển thị. Rồi. Chúng ta sẽ có 800. Tiếp theo chúng ta có thêm đó là cái menu, nó luôn luôn nằm ở giữa màn hình. Cho dù màn hình của chúng ta rộng hay là ngắn thì nó cũng nằm ở giữa màn hình. Thì chúng ta sẽ có thuộc tính là margin. Margin chúng ta sử dụng với thuộc tính là 0 auto. Đấy, 0 auto. Khi đó cái menu này của chúng ta hiển thị lên trên màn hình, nó sẽ căn ra giữa màn hình. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ set thiết lập cho cái chiều cao nền của cái menu. Chúng ta có hết chiều cao, chúng ta đặt là 35 page. Thì khi chúng ta đặt là 35 cho cái menu này thì nó sẽ ngắn gọn như thế này thôi. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ tương tác đến với thẻ UL. Chúng ta tương tác với thẻ UL. Thẻ UL này chúng ta sẽ tương tác như sau. Để tương tác được với thẻ UL, chúng ta có cái cú pháp là NAV UL. Khi chúng ta viết NAV UL như thế này là chúng ta đang tương tác với thẻ UL, nó nằm trong thẻ LAV. Đấy. Thì chúng ta sẽ có là bỏ đi được cái, đầu tiên chúng ta sẽ bỏ đi cái thuộc tính mặc định là style chấm đằng trước của mỗi cái LI. Để làm được cái đấy chúng ta dùng thuộc tính là style, list style này. Đấy. Hoặc là list style style. Chúng ta có list style style chúng ta bằng none. Khi list style style bằng none thì trên màn hình của chúng ta nó sẽ mất đi cái dấu chấm ở đây. Tiếp theo chúng ta muốn cho cái nội dung của chúng ta hiển thị ra sát mép của cái menu này thì chúng ta có thêm thuộc tính để thiết lập cho thẻ UL, đó là padding. Padding là cái thuộc tính để căn bên trong nội dung với lại cái thành phần bao bọc. Thì chúng ta có padding bằng 0. Khi chúng ta có padding bằng 0 thì cái nội dung chữ này của chúng ta thay vì nó sẽ hiển thị lơ lửng như này, nó sẽ hiển thị ra sát mép. Đấy.
Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xét thuộc tính là margin. Margin chúng ta cũng cho bằng 0. Khi có margin bằng 0 thì chúng ta để ý là cái chữ trang chủ này nó sẽ lên trên sát mép của cái nền màu xám. Đấy. Tiếp theo nữa là để cho cái trang chủ giới thiệu sản phẩm dịch vụ liên hệ nó nằm trên cùng một hàng thì chúng ta sẽ dùng với thuộc tính của thẻ LI, đó là NAVULLI. Khi đấy chúng ta sẽ có thuộc tính là float. Float chúng ta có cái tham số là nav, right là lăn, chúng ta chọn là float bằng left. Float bằng left. Khi chúng ta có float bằng left thì chúng ta sẽ căn được cái menu này nó hiển thị lên trên cùng một hàng. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ can thiệp đến thẻ A. Thẻ A thì chúng ta sẽ có cú pháp là thẻ A. Đấy, thẻ A nằm trong LI. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một tác vụ là bỏ cái gạch chân của thẻ A này đi. Để bỏ cái gạch chân của thẻ A đi, chúng ta sẽ có thuộc tính là text decoration. Tôi đặt cho nó lăn. Lăn. Khi đó thì chúng ta sẽ có text decoration, nó sẽ mất cái gạch chân. Tiếp theo nữa là để cho thẻ A hiển thị lên thêm thành một khối thì chúng ta sẽ có thuộc tính display bằng block. Đó. Sau đấy thì chúng ta sẽ căn cho cái nội dung trang chủ giới thiệu sản phẩm hệ này nó sẽ cách trên, cách bên trên, cách bên dưới bằng nhau và cách bên phải bên trái bằng nhau. Để làm được cho thẻ A cách nội dung thì chúng ta lại có thêm thuộc tính là padding. Padding tôi cho nó 7 page và 25 page. Khi chúng ta có padding với hai tham số thứ nhất sẽ đại diện cho trên và dưới, tham số thứ hai đại diện cho phải và trái. Hay các bạn tưởng tượng là cái tham số đầu tiên nó sẽ cho góc 6 giờ và góc 12 giờ. Và tham số thứ hai nó sẽ góc cho góc 3 giờ và 9 giờ và nó sẽ tuân theo cái chiều kim đồng hồ. Đấy, tuân theo chiều kim đồng hồ. Thì khi đấy chúng ta sẽ có hiển thị được cái menu nó thành như thế này. Sau khi chúng ta đã có menu như này rồi, chúng ta sẽ làm ra cái thanh để chúng ta phân chia menu này ra, ví dụ trang chủ gạch giới thiệu gạch dọc và sản phẩm gạch dọc này. Để chúng ta làm được cái đấy, chúng ta sẽ can thiệp vào thẻ LI. Thẻ LI thì chúng ta sẽ có cái thuộc tính viết thêm cho thẻ LI, đó là gì nhỉ? Border. Border right, tức là cái border ở bên phải chúng ta có solid là đường nét liền, 1px là cái độ dày của đường cái border đấy, và màu của border chúng ta sẽ có màu. Khi đấy chúng ta sẽ có được cái dòng phân cách cho mỗi menu. Đấy, dòng phân cách cho mỗi menu. Thì khi chúng ta đã có phân cách cho mỗi menu rồi, bây giờ tôi sẽ muốn là cái menu liên hệ nó sẽ không có cái border gạch cuối cùng này nữa đi. Để bỏ được cái gạch trong cái menu liên hệ này đi thì chúng ta sẽ có sử dụng cái thuộc tính của CSS3. Đó là chúng ta sẽ tìm đến cái thẻ LI cuối cùng. Chúng ta sẽ tìm đến thẻ LI cuối cùng. Để tìm đến thẻ LI cuối cùng thì bên CSS3 cung cấp cho chúng ta cái thuộc tính là 2 chấm gì nhỉ? Last try, tức là tìm đến thẻ LI cuối cùng. Và khi chúng ta tìm đến thẻ LI cuối cùng, chúng ta sẽ có thuộc tính là border right. Border right. Chúng ta để bằng lăn. Khi chúng ta có border right bằng lăn thì trong cái thành phần gạch cuối cùng của thẻ liên hệ này chúng ta sẽ mất đi. Đấy. Sau khi chúng ta đã hòm được cái menu này rồi, bây giờ đến phần là chúng ta bắt cái sự kiện khi người dùng người ta di chuột vào đến từng menu một thì chúng ta sẽ đổi màu. Để làm được cái đấy, chúng ta sẽ dùng cái thuộc tính của thẻ A, đó là A được hover. A 2 chấm hover. Đó. Khi chúng ta có A 2 chấm hover thì chúng ta sẽ có là gì đây? Background tôi cho là màu đỏ. Đấy.
Và khi di vào chuột vào màu đỏ thì chữ của tôi nó sẽ đổi màu thành màu đen. Thành màu đen. Đó. Thì khi đấy chúng ta sẽ có thêm thuộc tính là người dùng di chuột vào nó sẽ thay đổi màu màu nền. Đấy. Màu nền. Được chưa? Đấy. Khi chúng ta có được thông tin như này rồi thì chúng ta sẽ có là di chuột vào. Tiếp theo nữa là để viết được là vừa di chuột hoặc là vừa muốn selected vào thì chúng ta sẽ có thêm class là selected. Đấy, phẩy. Thì khi chúng ta viết là class selected và LAVULLIA hover có nghĩa là cả hai cái thành phần này đều có cùng một thuộc tính như nhau thì tôi sẽ sử dụng cái class selected này vào đây. Okay, class. Đó, khi đấy chúng ta sẽ có được cái hover như thế này. Rồi. Bây giờ để nâng cấp lên chúng ta sẽ làm ra cái menu có các cấp sản phẩm. Menu này sẽ là menu đa cấp. Để làm ra được menu đa cấp thì chúng ta sẽ nâng cấp cái thẻ LI nằm trong UL LAV này có thêm thuộc tính là position bằng relative. Position bằng relative. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm thêm cái cấp menu cho thằng sản phẩm. Cho sản phẩm. Để làm được cái menu cấp 2 cho sản phẩm thì chúng ta lại có thêm cấu trúc là ULLI. À. Đấy. Thì khi đấy chúng ta sẽ có là sản phẩm 1. Và chúng ta sẽ có menu này. Đấy. Chúng ta sẽ có sản phẩm 2, 3, 4, 5. Và bây giờ chúng ta hiển thị lên trên cái màn hình với cái menu cấp 2 mà chúng ta chưa CSS thì nó sẽ trông như thế này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ phải CSS để làm sao cho cái menu cấp 2 nó sẽ nằm ở bên dưới menu cấp 1 và di chuột vào sản phẩm nó sẽ đổ ra menu cấp 2. Để làm được cái đấy chúng ta sẽ có các thuộc tính như sau. NAVULLI. NAVULLI và tất cả các cái UL nằm trong LI thì chúng ta sẽ có cái thuộc tính này. UL. Đấy. Chúng ta sẽ có position bằng absolute. Position bằng absolute. Khi đấy chúng ta sẽ có được cái giao diện như thế này. Đấy. Bắt đầu nó đã đổ xuống thành hàng cho chúng ta rồi. Chỉ cần là chúng ta có position là absolute. Sau đấy chúng ta sẽ có thêm thuộc tính width. Chúng ta sẽ thiết lập thuộc tính width cho cái thẻ LI của thẻ UL nằm trong cái LI tiếp theo. Đó. Như thế này là chúng ta đang thiết lập cho thẻ LI tôi đang bôi đen. Thẻ LI này nằm trong cái thẻ UL và thẻ UL này nằm trong cặp LI bên ngoài. Thì chúng ta sẽ có chiều rộng là 200px. Khi chúng ta có chiều rộng là 200px thì chúng ta sẽ có được cái thông tin như thế này. Yeah. Đấy. Và bây giờ chúng ta có thông tin như này rồi thì chúng ta sẽ phải có cái màu nền cho cái menu này. Đấy. Để tạo ra được màu nền cho menu thì chúng ta sẽ thiết lập ở trên thẻ UL. Chúng ta sẽ có background màu nền. Tôi cho là màu 333. Và khi đấy chúng ta sẽ có được cái màu nền như thế này. Chúng ta sẽ có cái màu nền như thế này. Thank you.
chúng ta sẽ có color là màu trắng. Đấy, color là màu trắng. Thì khi đấy cái menu này chúng ta sẽ thành màu trắng như thế này. Và mỗi một cái thẻ chúng ta sẽ đều có cái gạch chân ở dưới để phân cách giữa các menu cấp 2 với nhau. Để có được cái thông tin này thì chúng ta sẽ có là li này. Chúng ta sẽ bổ sung thêm thuộc tính là border. Border gì? Bottom. Đấy, chúng ta sẽ có border bottom là màu trắng. Thì khi chúng ta có border bottom là màu trắng thì chúng ta sẽ có cái gạch chân. 1 px và đường nét liền. Đường nét liền sẽ là solid. Đó. Thì khi đấy chúng ta sẽ có được cái border như thế này. Được chưa? Rồi. Đấy, border. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ẩn cái menu này đi. Và khi nào chúng ta di chuột vào cái sản phẩm menu cấp cha này, chúng ta mới đổ ra menu con. Thì khi đấy chúng ta để ẩn được cái menu con đi, chúng ta có thuộc tính là visibility bằng hidden. Đó, bằng hidden. Thì khi đấy chúng ta sẽ ẩn được cái menu này đi. Và bây giờ chúng ta sẽ thiết lập thuộc tính là di chuột vào cái menu cha. Menu sản phẩm nó sẽ đổ ra menu con. Thì khi đấy chúng ta sẽ thiết lập cho thuộc tính ulli, tức là chúng ta thiết lập cho cái thuộc tính li bên ngoài này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có ulli như này. Rồi, chúng ta copy xuống. Và chúng ta có thuộc tính là hover. Hover. Thì khi đấy chúng ta sẽ có ul nằm trong thuộc tính li được hover. Thì chúng ta có visibility bằng visible. Khi chúng ta có thuộc tính li hover thì tất cả các thẻ ul nằm trong cái li, ul nằm trong thẻ li này, đấy, nó sẽ được nổi lên. Và bây giờ tôi sẽ refresh và di chuột. Đấy, bỏ ra di chuột vào. Được chưa? Đấy. Khi chúng ta đã di chuột vào xong cái menu này rồi, giả sử chúng ta phát sinh làm thêm một menu cấp 3 nữa, thì khi đấy với cái thuộc tính CSS như này, chúng ta sẽ chỉ bổ sung thêm một cái nhỏ nhỏ nữa thôi. Để làm được cái đấy, chúng ta sẽ thêm menu cấp 3 chẳng hạn. Chúng ta sẽ có này. Đấy. Copy. Chúng ta copy, chúng ta để vào đây. Đấy, chúng ta thả vào. Khi đấy chúng ta sẽ có cái menu cấp 3. Và khi chúng ta có menu cấp 3, chúng ta làm như sau. Đổ chuột, di chuột. Đấy. Menu cấp 3 của chúng ta đang bị làm sao? Đè lên menu cấp 2. Thế bây giờ để làm sao để cho cái menu cấp 3 này nó sang bên phải khi chúng ta di chuột vào, thì chúng ta lại có thêm thuộc tính ulli. Và tất cả những thẻ ul, rồi chúng ta sẽ có là margin left bằng 200 page. Khi đấy chúng ta sẽ có được cái sản phẩm nó nổi lên trên sang bên mé bên trái này, được chưa? Và sau đấy chúng ta sẽ thiết lập thêm thuộc tính nữa là thuộc tính top bằng 0. Đấy, top bằng 0. Thì khi đấy chúng ta sẽ có được là menu trang chủ lên trên như này. Đấy, sản phẩm cấp 2. Đấy. Di chuột vào sẽ đổ ra một menu cấp 2 nữa, được chưa? Đấy là cái menu. Và khi chúng ta đã có được thuộc tính như này rồi, chúng ta có thể tạo ra menu được nhiều cấp thông qua cái copy paste cái ulli này ra, thì chúng ta không phải sửa thêm CSS nữa. Đấy. Rồi, thêm một cấp nữa thì chúng ta cũng không phải sửa CSS sản phẩm, được chưa? Đấy, chúng ta không thêm phải sửa thêm CSS. Và giả sử chúng ta có thêm một cấp menu nữa, chúng ta cũng chỉ việc thêm vào thôi mà không cần phải sửa thêm CSS. Đấy là là cái tôi demo cho các bạn về cái tạo ra menu nhiều cấp. Bao gồm thứ nhất là tạo ra một cái NAV set thuộc tính là màu nền, chiều rộng, margin, sau đấy là đến thẻ UL nằm trong thẻ NAV, sau đến thẻ LI nằm trong thẻ NAV, sau đấy là cái thằng LI cuối cùng. LI 2.last challenge này là set cho cái LI cuối cùng. Sau đấy là thiết lập cho thẻ A nằm trong thẻ NAV, nằm trong thẻ ULLI. Đấy.
bắt đầu từ cái menu thứ tiếp theo này là chúng ta sẽ thiết lập menu cấp thứ N. Đấy, cấp thứ N thì chúng ta sẽ có được cái giao diện như thế này. Rồi.